Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B các bạn nhé. Còn rất là mới, rất là đẹp, màu trắng đấy ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E. Chiếc xe Toyota Vios phiên bản E này là chiếc xe phiên bản sản xuất năm 2019 các bạn nhé. Đăng ký là biển Sài Gòn. Chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp đây các bạn này. Form mới rồi, 2019. Form mới quý vị các bạn nhé. Nội thất là da rồi, nội thất ghế da. Đấy, 2019 phiên bản E số sàn. Chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Không có chạy dịch vụ gì đâu. Sản xuất năm 2019 ạ. Đăng ký tên tư nhân biển Sài Gòn. Và chiếc xe này thì bây giờ là mua về Hà Nội thì cũng không mất 20 triệu tiền biển đâu các bạn nhé. Chúng tôi vẫn cam kết với các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Toyota Vios E số tự động 2019 này chúng tôi đang bán với giá là 445 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2019 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe đây ạ. Đấy, Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít ạ, động cơ đua VVTi các bạn nhé. Đấy, và ốc capo còn nguyên bản hết ạ. Ốc capo nguyên bản, keo chỉ capo tất cả là còn nguyên bản hết luôn và còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản và còn rất là mới đây này. Chúng tôi mua về là cũng không có phải dọn dẹp gì nhiều đâu. Nó đã rất là mới rồi. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi các bạn ạ. Đấy, vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay và qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.